Và đây chính là chiếc nút vàng YouTube của chúng mình này các em. Rất là to và rất là đẹp luôn các em ạ. Và bây giờ chúng mình hãy cùng cảm ơn các bạn nhỏ nào. Xin chào ba anh em. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhỏ ơi, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của team Min Min TV Minh Khoa. Tròn 2 năm ngày Min Min TV Minh Khoa ra đời. Và cũng là ngày team nhận được một món quà vô cùng giá trị. Đó là chiếc nút vàng của YouTube các em ạ. Wow, các em thấy không? Chiếc nút vàng Minh Khoa đang cầm trên tay đấy các em. Và chiếc nút vàng này vẫn chưa được mở ra đâu các em ạ. Bởi vì chúng mình sẽ phải đợi đông đủ thành viên, sau đó chúng mình mới bóc nút vàng đúng không Minh Khoa? Vâng ạ. Và tiện đây thì chị cũng muốn khoe luôn với các em, đó là chiếc nút bạc thứ hai của Minh Khoa. Đó là chiếc nút bạc mang tên Minh Khoa TV. Nhân dịp hôm nay chị cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của rất đông các bạn nhỏ, đó là thăm nhà của từng thành viên trong kênh Min Min TV Minh Khoa. Và bây giờ chúng mình cùng theo chân chị để đến thăm nhà từng thành viên trong kênh nhá. Đi thôi nào. Xin giới thiệu với các bạn, đây là nhà của mình. Các em ơi, các em có thấy ngõ này, đường này có quen không nào? Đố các em biết đây là đường vào nhà ai nhỉ? Bạn nào nhanh tay đoán được, nhớ để lại bình luận phía dưới cho chị và các bạn nhỏ cùng biết nữa nhé. Wow, chúng mình đã nhìn thấy nhân vật ở trong ngôi nhà này rồi này. Đó chính là Gia Bảo. Xin chào Gia Bảo. Gia Bảo đang chơi đá bóng một mình à con? Vâng ạ. Gia Bảo ơi, bây giờ Gia Bảo cùng vào để giới thiệu nhà mình cho các bạn cùng biết nhé. Vâng ạ. Đi nào. Đây là sân nhà mình này. Các em ơi, các em thấy không gian này, khung cảnh này rất quen thuộc đúng không? Đây là nhà của Gia Bảo, là cái sân mà chúng mình thấy rất nhiều trên video của Min Min TV rồi này các em. Bây giờ chúng mình sẽ đến với nhà của thành viên tiếp theo nhá. Các em ơi, và bây giờ chúng mình sẽ đến với nhà của thành viên tiếp theo. Các em ơi, chị đã phát hiện ra anh Dawson đang ngồi ở đây này. Xin chào anh Dawson. Xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ anh Dawson sẽ dẫn các bạn đi thăm nhà mình nhá. Vâng ạ. Còn đây là nhà của anh. Đây chính là nhà của anh Dawson này các em. Và đây cũng chính là nơi xuất hiện rất nhiều trên các video của Min Min TV Minh Khoa rồi đấy các em. Bây giờ các em lại tiếp tục theo chân chị đến nhà của thành viên tiếp theo. Các em đã nhận ra ai chưa? Xin chào tất cả các bạn. Xin chào Khánh Linh. Các em ơi, đây chính là nhà của Khánh Linh đó các em. Các bạn ơi, đây chính là nhà mình này. Vậy là các bạn nhỏ đã biết nhà của Khánh Linh ở đâu rồi đúng không nào? Và bây giờ chúng mình sẽ đến với nhà của thành viên tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn. Đây là nhà của mình, còn đây là em gái út của mình. Các bạn ơi, đây là nhà của thành viên tiếp theo của Min Min TV. Đó chính là nhà của Hà Anh đó các em. Và ngồi cạnh Hà Anh đó chính là một cô bé rất xinh xắn. Đó chính là em gái út của Hà Anh đấy. Các em ơi, ngoài thời gian đi học ở trên lớp ra, ở nhà Hà Anh còn biết giúp đỡ bố mẹ trông em đó các em. Đó chính là trông em Quỳnh này đúng không? Vâng ạ. Bây giờ chúng mình cùng tham quan nhà của Hà Anh nhá. Đây là tất cả không gian xung quanh ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của mình chỉ có hai cây ăn quả là cây bưởi và cây khế thôi các bạn ạ. Vậy là chúng mình đã biết nhà của Hà Anh ở đâu rồi đúng không nào? Và bây giờ Hà Anh sẽ theo chân chị để chúng mình tham gia bữa tiệc ăn mừng nút vàng nhá. Vâng ạ. Đi nào. Và đây là nhà của thành viên tiếp theo của chúng mình, đó chính là nhà của Tiến Đạt đó các em. Xin chào Tiến Đạt. Xin chào tất cả các bạn. Ôi các em ơi, chuẩn bị vào năm học mới và Tiến Đạt đang ngồi học bài này rất là chăm chỉ. Tiến Đạt ơi, hôm nay chị dẫn các bạn nhỏ vào thăm nhà của Tiến Đạt đấy. Tiến Đạt đứng lên giới thiệu về ngôi nhà của mình cho các bạn nhỏ nào. Đây là ngôi nhà của mình. Đây chính là ngôi nhà của Tiến Đạt đấy các em ơi. Vậy là chúng mình đã biết nhà của Tiến Đạt ở đâu rồi đúng không nào? Xin chào tất cả các bạn. Xin chào Minh Quân. Các em ơi, và đây chính là ngôi nhà của Minh Quân. Bây giờ Minh Quân sẽ dẫn các bạn vào thăm nhà của Minh Quân nhé. Đi nào. Các bạn thấy nhà mình thế nào? Vậy là chúng mình đã biết nhà của Minh Quân rồi đúng không? Và bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục gọi Minh Quân để tham gia bữa tiệc cùng với team Min Min TV Minh Khoa nhá.
Vâng ạ. Mình cùng đi với chị nào. Vâng ạ. Đi thôi. Bây giờ chúng mình sẽ đến nhà của thành viên tiếp theo nhá. Các em thử đoán xem đó là ai. Xin chào tất cả các em. Đây là nhà của chị. Đây là vườn nhà chị. Không có cây ăn quả nào các em ạ. Đây là phòng khách của nhà chị. Còn đây là góc học tập của chị. Xin chào tất cả các em. Các em ơi, đây là nhà của chị này. Chúng mình cùng theo chân chị Ruby vào thăm nhà của chị Ruby nhá. À các em ơi, nhìn qua là các em có thể thấy nhà chị Ruby làm nghề gì đúng không nhờ? Còn đây là góc làm việc của chị. Với chiếc máy tính này, chị sẽ làm thật nhiều video hay để cho các em xem đấy. Xin chào các bạn. Các bạn nhỏ ơi, thế là các thành viên của Min Min TV Minh Khoa đã tập hợp đông đủ để ăn mừng nút vàng rồi này. Các em ơi, hôm nay bọn chị cảm thấy rất vui vì Min Min TV Minh Khoa đã nhận được một nút vàng vô cùng giá trị này các em. Và vừa rồi chị cũng đã thực hiện yêu cầu của các em, đó là thăm từng nhà của các thành viên trong Min Min TV Minh Khoa. Và các em cũng đã biết nhà của từng thành viên rồi đúng không nào? Và bây giờ chúng mình cũng sẽ làm một công việc hết sức quan trọng, đó chính là mở nút vàng. Chiếc nút vàng thì Minh Khoa đã cầm trên tay rồi. Và bây giờ mọi người sẽ cùng hỗ trợ Minh Khoa cùng mở nút vàng ra nhá. Bây giờ chị sẽ đến gần hơn với chiếc nút vàng của chúng mình. Rất là to luôn các em ạ. Và bây giờ chúng mình cùng mở nút vàng ra nhá. 3, 2, 1, mở. Wow. Các em ơi, vì nút vàng này được gửi từ nước ngoài về cho nên được bọc rất là kỹ này. Wow, chị còn thấy có một lá thư chúc mừng nhá. Và đây là nút vàng của chúng mình này. Wow. Wow. Và đây chính là chiếc nút vàng YouTube của chúng mình này các em. Rất là to và rất là đẹp luôn các em ạ. Và bây giờ chúng mình hãy giơ chiếc nút vàng lên thật cao nào. Phía trước mắt chúng mình còn có một chiếc bánh rất là to. Chúng mình cùng mở ra nào. Lại có thêm một nút vàng nữa kìa. Bánh gato chứ. Đúng là bánh gato mà. Các em ơi, và đây chính là chiếc bánh gato hình nút vàng YouTube của chúng mình này. Phía trên chiếc bánh cũng có tên Min Min TV Minh Khoa 1 triệu sub. Rất là đẹp luôn các em ạ. Ngoài ra chị còn chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo và hoa quả để cho các bạn nhỏ liên hoan này. Và bây giờ chúng mình chuẩn bị chúc mừng nào. Wow. Các em ơi, để đạt được kết quả như ngày hôm nay, cả team đã cố gắng rất nhiều. Nhưng điều quan trọng hơn đó là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn nhỏ trên mọi miền Tổ quốc. Và bây giờ chúng mình hãy cùng cảm ơn các bạn nhỏ nào. Ơi, hy vọng trong thời gian tới các em sẽ tiếp tục ủng hộ Min Min TV Minh Khoa bằng cách nhớ đón xem video của Min Min hàng ngày và đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nữa nha. Và bây giờ chúng mình cùng cắt bánh ăn mừng thế nào. Giờ chị Ruby cắt bánh nha. Minh Khôi đã xung phong để cắt bánh cho các anh chị. À, mời Minh Khôi. Minh Khôi cắt bánh đi nào. Để xem Minh Khôi sẽ cắt như nào đây. Wow. Wow. Minh Khôi lấy đĩa ra cho em nào. Mời tất cả các bạn nhỏ cùng tham gia bữa tiệc cùng với Min Min TV Minh Khoa nha. Ui các bạn ơi, quả mật to quá, cái này mà chui vào mồm thế á, rộng hết cả mồm luôn. Chấm nhiều muối. Mình sẽ ăn cái kẹo sô-cô-la này nhá. Ngon quá. Chúng mình sẽ ăn thạch ba màu. Đẹp chưa này. Bây giờ chúng mình phải ăn thật nhiều. Để lát nữa chị sẽ tổ chức một trò chơi cho chúng mình nữa. Chúng mình có hào hứng không? Có. Trò chơi của chúng mình hôm nay rất thú vị. Tại vì chỉ có phần thưởng thôi và không có hình phạt nào cả. Đó cũng chính là lời cảm ơn của chị dành cho các thành viên của team Min Min TV Minh Khoa đấy các em ạ. Các em ơi, team của Min Min TV Minh Khoa rất là đông, nhưng mà tại vì các bạn nhỏ vẫn còn đang đi học cho nên có thể video này sẽ có những bạn này và video khác sẽ có những bạn khác, chứ không thể đông đủ các thành viên như thế này được. Cho nên các em nhớ đăng ký cả hai kênh Min Min TV Minh Khoa và Minh Khoa TV để không bỏ lỡ một video hấp dẫn nào nhé.
Và khi xem video, chúng mình nhớ nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên để lại bình luận phía dưới để cho chị biết là chúng mình đã xem video nhá. Chị ơi, bọn em ăn tạm lơ rồi, chơi trò chơi đi chị. Đúng thế. Đi chơi trò chơi hơn rồi. Các bạn nhỏ đã ăn xong rồi và bây giờ muốn chơi luôn đúng không? Vậy thì bây giờ chúng mình đứng lên để chuẩn bị đồ để chơi nhá. Yeah. Và bây giờ chúng mình cùng chơi trò zig zag nhận thưởng. Yeah. Trò chơi của chúng mình hôm nay rất thú vị ở chỗ chỉ có giải thưởng thôi và không có hình phạt. Đó cũng chính là phần thưởng của các anh chị dành cho các bạn nhỏ để mua những đồ dùng học tập trong đầu năm học mới nhá. Vâng ạ. Đây chính là các phần thưởng của chúng mình và bạn nhỏ nào thả bóng vào ô nào sẽ nhận được phần thưởng đó. Các em nhớ là mỗi người chúng mình chỉ có một lần thả bóng thôi. Và bây giờ ai sẽ chơi đầu tiên nhá? Minh Khôi. Mời Minh Khôi đứng vào vị trí nào, đứng lên trên cao nhất nhá. Và chuẩn bị thả bóng lên. Minh Khôi cố lên, Minh Khôi cố lên. Wow, 300.000 đồng. Và đây là phần thưởng của Minh Khôi. Tiếp theo sẽ là lượt chơi của ai nhờ? Minh Khoa. Mời Minh Khoa vào vị trí nào. Minh Khoa cố lên. Nhìn nhập kia là thả nha. Minh Khoa cố lên. Minh Khoa cố lên. Mình sẽ dùng số tiền này để mua bút và mua vở. Chúc mừng Minh Khoa nha. Tiếp theo sẽ là lượt chơi của Minh Tông. Lần thả của Minh Tông. Minh Khoa cố lên. Minh Tổng ra định để đến như anh. Ta bảo cố lên, ta bảo cố lên, ta bảo cố lên. Yeah. 450.000 này các bạn ạ. Chúc mừng Gia Bảo. Và đây là giải thưởng của Gia Bảo. Xin chị ạ. Và bây giờ sẽ là lần chơi của Minh Quân. Minh Quân cố lên, Minh Quân cố lên. Người chán không quá. Rồi, bây giờ đến lượt Tiến Đạt. Tiến Đạt cố lên, Tiến Đạt cố lên, Tiến Đạt cố lên. Wow. Ôi, rất là may mắn cho Tiến Đạt luôn. Chúc mừng Tiến Đạt nha. Wow. Đây là giải thưởng của Tiến Đạt. Chúc mừng Tiến Đạt nha. Tiếp theo sẽ là lần chơi của Hà Anh. Phần thưởng dành cho Hà Anh. Em xin chị ạ. Chúc mừng Hà Anh. Tiếp theo sẽ là lần chơi của Khánh Linh. Không biết may mắn là đến với Khánh Linh không? Cố lên, Khánh Linh cố lên. Wow. 250.000. Đây là phần thưởng dành cho Khánh Linh. Em xin chị ạ. Ui, hồi hộp quá, chị em đi trước đi. Rồi, chị em đi trước đi. Đấy, được rồi, chị đưa trước nha. Bây giờ sẽ là lần chơi của các em ơi, chị cũng có tiền mua sách vở rồi này. Năm nay chị sẽ mua một cái ba lô siêu to khổng lồ luôn. Chúc mừng chị. Bây giờ chúng mình còn chị Thùy Anh và anh tóc xoăn nữa. Ai chơi trước nhỉ? Thôi nhường. Thì anh cố lên, thì anh cố lên, thì anh cố lên, thì anh cố lên. Giải thưởng dành cho chị Thùy Anh. Em xin chị. Wow. Chị Anh. Bây giờ đến lượt anh tóc xoăn là người cuối cùng. Tóc xoăn cố lên, tóc xoăn cố lên, anh tóc xoăn cố lên, anh tóc xoăn cố lên, anh tóc xoăn cố lên. Wow, rất là may mắn luôn. Các em ơi, nãy anh vừa rửa tay rồi nên là tay đỏ lắm. Chúc mừng anh tóc xoăn nha. Em xin chị ạ. Wow. Là hôm nay bạn nào cũng có giải thưởng rồi và chúng mình sẽ sử dụng số tiền này để mua đồ dùng học tập nha. Vâng. Các bạn nhỏ ơi, năm học mới cũng đến rồi. Min Min TV Minh Khoa xin chúc tất cả các bạn có một năm học đạt được một kết quả thật cao nha. Và đừng quên trong thời gian rảnh rỗi, chúng mình hãy xem những video của Min Min TV Minh Khoa để giải trí và ủng hộ cho các anh chị nha. Cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các em trong video lần sau. Chào các em.
em ơi, Minh Khoa TV là kênh mới của Minh Khoa. Các em hãy ủng hộ Minh Khoa bằng cách nhấn vào đăng ký và chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn nhé.